Tử vi tháng 11 âm lịch năm Tân Sửu 2021 đối với người tuổi Ngọ với chủ đề tính tình nóng nảy, mọi việc trở ngại. Xem tử vi tháng 11 âm lịch năm Tân Sửu cho thấy rằng bản mệnh tuổi Ngọ không gặp được nhiều may mắn trong tháng này, chủ yếu là bởi tính tình nóng nảy và cực đoan. Cách hành sự không đúng mực sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp, tài lộc và cả con đường tình duyên của bản mệnh. Và trước khi bước vào nội dung chính, quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Người tuổi Ngọ không được gặp nhiều may mắn trong tháng này, chủ yếu là bởi tính tình nóng nảy cực đoan của bạn. Cách hành xử không đúng mực sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp, tài lộc và cả con đường tình duyên của người tuổi Ngọ. Dưới tác động của cục diện Tý Ngọ tương xung, dù bản mệnh là người có năng lực, biết cách làm việc nhưng lại quá kiêu ngạo, thích làm theo ý mình. Chính vì như vậy, bạn dễ để xảy ra mâu thuẫn bất đồng trong nội bộ, khiến những việc tưởng chừng đơn giản cũng trở nên khó khăn hơn. Tử vi tháng 11 âm lịch năm Tân Sửu, người tuổi Ngọ cần kiểm điểm lại mình để có những hành xử một cách đúng mực hơn, không gây tác động xấu đến bầu không khí chung của tập thể. Trên phương diện tài lộc, mọi việc có dấu hiệu chững lại so với thời gian trước đó. Tính khí nóng nảy cực đoan có thể khiến bạn đưa ra những quyết định sai lầm, gây ảnh hưởng đến túi tiền của mình. Bên cạnh đó, đại hao xuất hiện cũng là dấu hiệu chứng tỏ bạn dễ hao tài tốn của cho những chuyện không đáng có. Vì thế mà cần có thói quen chi tiêu tiết kiệm hơn. Nguyệt lệnh Lâm Mộc Dục cho thấy trên phương diện tình duyên, bạn biết cách trưng diện, quan tâm hơn đến ngoại hình nên dễ thu hút được ánh mắt của những đối tượng khác giới. Tuy nhiên, bạn cần cẩn thận với những mối quan hệ phức tạp, tránh để mình rơi vào cảnh tai tiếng. Vợ chồng cũng có trách nhiệm hơn với gia đình, tránh có tư tưởng ngoại tình. Tử vi tháng 11 năm 2021 âm lịch của người tuổi Ngọ luận về sự nghiệp. Vận trình sự nghiệp của người tuổi Ngọ trong tháng 11 âm lịch này nhìn chung khá ảm đạm trong khoảng thời gian tháng 11 này. Trước khi than thân trách phận hoặc oán trách người khác, bạn cũng nên tự nhận lại bản thân mình, xem mình có ưu khuyết điểm gì để nhanh chóng tìm cách phát huy hoặc thay đổi hợp lý hơn. Cục diện tương xung có thể khiến bạn thường xuyên cảm thấy nóng nảy, không chịu được những ý kiến trái ngược với mình. Tuy nhiên, trước khi lên tiếng phản bác người khác, bạn cần dành thời gian suy nghĩ và đánh giá xem quan điểm của đối phương liệu có hợp lý không, liệu quan điểm của mình có nhầm lẫn ở đâu không. Dù bạn là người có năng lực, có kinh nghiệm làm việc, song điều đó không đảm bảo lúc nào bạn cũng là người đúng đắn nhất. Hãy khiêm tốn lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, bạn bè, có thể bạn sẽ tìm ra những con đường mới chính xác hơn. Nguyệt lệnh Mộc Dục cho thấy một số người trẻ tuổi thường có tính cách nông nổi. Dù ban đầu bạn hào hứng bắt tay vào công việc nhưng sau đó lại dễ bỏ dở công việc giữa chừng. Chính vì vậy mà bạn khó đạt được kết quả như mong muốn, khiến công việc bấp bênh, thiếu vững chắc. Một số người bị đánh mất phương hướng cần trò chuyện trao đổi với những người giàu kinh nghiệm hơn mình. Chớ im lặng, cố tình tự cách giải quyết mọi chuyện. May mắn là dù có nhiều chuyện không như ý xảy ra, bạn vẫn có thể nhận được sự nâng đỡ do các tinh giải thần. Chỉ cần hàng ngày bạn chú ý hơn trong cách cư xử, hài hòa với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ người khác thì vận may ắt sẽ đến. Quý nhân sẽ xuất hiện đúng lúc mà bạn đang gặp vướng mắc để giúp đỡ bạn, chỉ ra cho bạn những hướng khắc phục khó khăn. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2021 của tuổi Ngọ luận về tài lộc. Tuổi Ngọ trong tháng 11 âm lịch này, bản mệnh phải thật sự cẩn trọng trong chuyện làm ăn. Bởi đồng tiền chảy vào túi thì ít ỏi mà đồng tiền chi tiêu lại quá nhiều. Thì bạn trở nên vội vàng, nóng vội khi đưa ra quyết định. Bạn cho rằng
Mình đi nhanh hơn người khác một bước thì sẽ nhanh kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng thực tế là bạn đang dần sa vào cái bẫy của kẻ tiểu nhân đấy. Tý Ngọ tương xung cho thấy bạn thường xuyên mâu thuẫn với đồng nghiệp, đối tác của mình, khiến chuyện làm ăn trở nên dang dở. Vì đôi bên phải tốn thời gian giải quyết những lục đục nội bộ nên không kịp nắm bắt những cơ hội làm giàu, để thời cơ rơi vào tay của âm sát hung tinh xuất hiện, khuyên bạn nên chú ý hơn trong việc xây dựng các mối quan hệ, bởi kẻ tiểu nhân gian trá có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để cản đường bạn, càng là những kẻ thường xuyên nịnh hót, nói lời bùi tai lại càng là người dễ tìm thời cơ để đâm sau lưng bạn nhiều hơn. Bạn làm việc gì cũng phải có chủ kiến của mình, song cũng cần tỉnh táo để lắng nghe ý kiến đóng góp của người khác, xem ai là người thật lòng muốn tốt cho mình. Mộc dụng cho thấy người trẻ tuổi trở nên vội vàng làm ăn trong khoảng thời gian này, có lẽ bạn đang cần tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực cho mình hơn là chạy theo bước chân của người khác. Làm việc gì cũng cần phải điềm tĩnh, chín chắn thì mới tránh được sai sót. Trên phương diện chi tiêu, đại hào cho thấy bạn dễ chi tiêu tốn kém vào những việc không thực sự cần thiết. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mở hầu bao mua sắm, tránh tốn tiền cho những vật dụng không cần thiết đem về chỉ chật nhà. Người làm đầu tư kinh doanh chớ vội nghe theo lời rủ rê của những người mà mình không hiểu rõ, kẻo rơi vào cảnh thua lỗ, tiền của đổ sông đổ bể. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2021 của tuổi Ngọ luận về tình duyên. Vận trình tình duyên của người tuổi Ngọ có nhiều trắc trở, nhưng chủ yếu những vấn đề này đều do bạn mà ra. Do đó bản mệnh cần tự kiểm điểm nhiều hơn, chớ nên oán trách hoặc đổ lỗi cho người khác. Tử vi tháng này cho thấy bạn vốn là người tự tin, cởi mở nên việc xây dựng các mối quan hệ xã giao mới không bao giờ là khó khăn. Nhưng do tính tình cực đoan, dễ nóng nảy của bạn, khó giữ được người khác ở bên cạnh mình được lâu. Người độc thân dù biết quan tâm hơn đến ngoại hình, khiến người khác ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng chuyện tình cảm lại khó lâu bền. Bạn cần tìm cách dung hòa với người khác, không nên bắt người khác nghe theo mong muốn của mình mà bỏ qua cảm nhận của đối phương. Dưới tác động của cục diện tương xung, người đã có đôi có cặp lại thường có tư tưởng không an phận. Chính vì nhận được sự quan tâm chú ý của nhiều người khác giới mà bạn dễ rơi vào những cảnh không giữ được mình. Nếu bạn giữ mối quan hệ mập mờ với người khác giới thì tức là bạn đang chính tay phá vỡ hạnh phúc gia đình mình. Hãy trân trọng những gì mà mình đang có, đừng mãi mê đuổi theo những thú vui nhất thời. Dù bạn và nửa kia đang có chiến tranh lạnh đi nữa, bạn cũng nên chủ động xuống nước và bắt chuyện với đối phương để hóa giải những hiểu lầm. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2021 của tuổi Ngọ luận về sức khỏe. May mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi Ngọ không có dấu hiệu suy giảm đáng lo ngại trong thời điểm này. Tuy nhiên, cũng không có nghĩa là bạn được phép chủ quan, bắt cơ thể làm việc quá sức hoặc sinh hoạt không khoa học. Công việc căng thẳng đôi khi đẩy bạn vào những tình cảnh ức chế mệt mỏi tinh thần. Nhưng lúc như vậy, bạn cần nhanh chóng tìm người để san sẻ nỗi lòng, chớ nên giấu kín mọi việc khiến tinh thần thêm ể oải, dễ bị stress. Nếu có thể, hãy nhiệt tình tham gia những hoạt động tập thể hoặc ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành, bạn sẽ cảm thấy tinh thần thoải mái, nhẹ nhõm hơn và lại có thể tiếp tục tập trung, cống hiến cho công việc. Sau đây là cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Ngọ trong tháng 11 âm lịch năm Tân Sửu 2021. 1. Tuổi Giáp Ngọ, mệnh Kim, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết, kiêu ngạo, dễ mâu thuẫn với mọi người xung quanh, thích làm theo ý mình. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Thìn, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu nâu. 2. Tuổi Bính Ngọ, mệnh Thủy, nam sao Thổ Tú, nữ sao Phần Hợn, khẩu quyết. Việc kiếm tiền không thuận lợi, chớ nên nóng vội đầu tư. Quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Dậu, tiểu nhân, tuổi Dần, tuổi Hợi, màu sắc may mắn, màu hồng, màu cam. 3. Tuổi Mậu Ngọ, mệnh Hỏa, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết.
biết cách trưng diện, nhận được sự quan tâm của nhiều người khác giới. Quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Dần, tiểu nhân tuổi Tỵ, tuổi Mão, màu sắc may mắn màu đen, màu đỏ. 4 tuổi Canh Ngọ, mệnh thổ, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết: chân thành hơn trong chuyện tình cảm, chớ giữ mối quan hệ mập mờ với người khác. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tiểu nhân tuổi Dần, tuổi Thìn, màu sắc may mắn màu hồng, màu tím. 5 tuổi Nhâm Ngọ, mệnh mộc, nam sao Thổ Tú, nữ sao Vân Hớn, khẩu quyết: chú ý kẻ tiểu nhân gây họa, không tin theo lời nịnh hót bùi tai. Quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Tuất, tiểu nhân tuổi Dần, tuổi Hợi, màu sắc may mắn màu trắng, màu nâu. Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã lắng nghe và theo dõi bài luận tử vi tháng 11 âm lịch năm Tân Sửu 2021 của người tuổi Ngọ. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đồng thời đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Xin kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất.